liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, khiến 3 người tử vong, 5 người bị thương. Theo xác nhận của cơ quan chức năng thì các nạn nhân thương vong đều là người thân trong gia đình của tài xế xe biển xanh Nguyễn Xuân Sơn. Hiện trường vụ tai nạn cụ thể, 3 người tử vong là con dâu, con trai và vợ của ông Nguyễn Xuân Sơn gồm Trần Phương Thảo mở ngoặc đơn SN 1983, chú Biên Hòa, Đồng Nai con dâu và chồng là Nguyễn Xuân Toàn mở ngoặc đơn SN 1983, ngụ ở Biên Hòa, Đồng Nai con trai, đang công tác tại Đồng Nai, bà Lê Thị Nguyệt mở ngoặc đơn SN 1961, thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa vợ ông Sơn. Ngày 9 tháng 2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết các nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh nhân Nguyễn Xuân Sơn, 58 tuổi, bị gãy cung tiết gò má, đang điều trị tại khoa răng hàm mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng ổn định. Hiện nay, cơ quan công an đang chờ bệnh nhân Sơn bình phục có thể trả lời được để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Còn bệnh nhân Nguyễn Xuân Kỳ, 34 tuổi, bị vỡ đốt sống cổ C4, gây liệt tủy, đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị. Bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn, 33 tuổi, chỉ bị xây xước nhẹ nên đã xuất viện. Bệnh nhân Nguyễn Thị Hà Phương, 12 tuổi và bệnh nhân Nguyễn Thảo Lam, 6 tuổi, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 8 tháng 2, mùng 4 Tết, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, xe ô tô khách mang biển 98B022-66 do Phạm Thế Đức điều khiển va chạm với ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36B2286, xe biển xanh, do ông Nguyễn Xuân Sơn, 58 tuổi, trú tại xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa, điều khiển. Hậu quả làm 3 người trên xe ô tô con tử vong, 5 người bị thương. Bước đầu các cơ quan chức năng xác định xe ô tô con 36B-22.86 lưu thông theo hướng TP Thanh Hóa. Khi đi đến xã Hoàng Quỳ quay đầu xe rẽ sang đường làng thì bất ngờ bị xe ô tô khách 98B022-66 tông vào bên phải xe. Sau vụ va chạm, chiếc xe ô tô con bị móp phần hông xe và phía sau xe bị nát. Còn chiếc xe khách cũng bị biến dạng phần đầu. Trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó trưởng phòng phụ trách phòng tham mưu, kiêm phát ngôn báo chí công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua kiểm tra nhanh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa và phòng chức năng không phát hiện thấy có chất kích thích trong người tài xế xe ô tô khách mang biển kiểm soát 98B022-66 là Phạm Thế Đức, 40 tuổi, trú tại Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh. Trong khi đó, thông tin nhanh từ Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc cho biết, theo lãnh đạo kho bạc nhà nước huyện Ngọc Lặc báo cáo với huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 36B2286, biển xanh, bị hỏng từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nên đơn vị đem đến xưởng ở TP Thanh Hóa để sửa chữa. Sau khi sửa xong, sáng 8 tháng 2, lãnh đạo giao cho tài xế xe này đến xưởng lấy xe đưa về đơn vị thì xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên.